Đây là nơi sinh sống của người nguyên thủy, nhưng họ có vô số đồ vật công nghệ cao. Họ dùng lửa để cắt những viên đá nhỏ. Phách là một công nhân lái máy, chuyên lái khủng long đi phá những tảng đá to. Khi con chim hét lên báo hiệu hết giờ làm việc, tất cả nhanh chóng di chuyển về nhà. Phách phóng nhanh đến cổng bảo vệ để quẹt thẻ, rút thẻ nhân viên để bảo vệ cắm răng vào. Những người ở xa sẽ dùng khủng long bay di chuyển. Nhìn chiếc xe bốn bánh thời đại khủng long này đi, muốn di chuyển phải dùng chân làm bàn đạp. Nó không tốn xăng cũng không tốn điện, nếu dừng lại thì dùng gót chân phanh lại là được. Chân càng đạp mạnh thì xe di chuyển càng nhanh. Họ thuần phục con cua hoàng đế làm máy cắt cỏ. Vừa xuống xe, Phách liền đạp cửa rồi bước vào nhà. Con thú cưng khủng long trông thấy vui mừng lao đến. Nó dùng lưỡi để rửa đi bụi bẩn cho anh. Chạy xe đoạn đường dài khiến đôi chân đau mỏi. Bà vợ đi đến nói thùng rác con lợn nhà mình bị hỏng. Phách chạy đến kéo rèm cửa ra xem. Anh trực tiếp dùng tay tiến hành sửa chữa thùng rác. Thì ra cổ họng của thùng rác bị mắc cái dĩa, chỉ cần lôi nó ra là lại dùng được. Sau đó bắt nó nhổ cái đồng hồ bị rơi trong bụng nó ra. Người vợ hỏi tại sao tiền trong nhà lại không cánh mà bay. Phách nói Bunny muốn nhận con nuôi nên mới mượn tiền. Vợ anh nghe vậy cảm thấy chồng mình thật tốt biết bao. Hôm sau họ ngồi lên xe buýt chạy bộ đến trại mồ côi. Đợi nửa ngày trời, viện bảo mẫu mới bế đứa trẻ ra. Hai vợ chồng vội mở chiếc khăn ra xem, thấy con tinh tinh khiến hai vợ chồng sợ hết hồn. Bảo mẫu nói đây là của hai ông bà bên cạnh, đứa bé tóc dài này mới là con của hai người. Thấy đứa bé đáng yêu và kháu khỉnh khiến họ vô cùng hài lòng về đứa con nuôi này. Bảo mẫu nói tên đầy đủ của đứa bé là Bam Bam Bam. Phép vừa lại gần đã bị đứa bé cho cái chảo vào mặt. Về nhà họ cùng nhau cắt tóc cho cậu bé. Bam trông thế mà vô cùng khỏe mạnh, cậu có thể trực tiếp nhấc được hai người lên cao. Phép có một sở thích đặc biệt với bowling, trước hết anh cho ếch hà hơi để tăng độ ma sát, sau đó cầm bóng lên và chạy bước nhỏ, quả bóng vừa ném xuống đã đổ hết các quân kỳ. Phép ngay lập tức giành chức vô địch, phần thưởng là một cốc bia siêu to khổng lồ. Anh mời em họ Bunny cùng bạn bè chia sẻ phần thưởng, sau khi trở về nhà với phần thưởng là bộ xương hóa thạch. Phép ném cho khủng long khúc xương để tránh bị phát hiện, nhưng anh lại dẫm phải ô tô đồ chơi ngã lăn ra đất. Tiếng động khiến mọi người trong nhà chạy ra xem. Mẹ vợ thấy anh về muộn liền mắng cho một trận. Hôm sau Phách lại đến mỏ đá làm việc, công ty tổ chức cuộc thi thăng chức, giám đốc nói ai giành chiến thắng sẽ được làm quản lý. Điều này khiến Tinh Tinh cũng cảm thấy hào hứng. Phách nghe xong thì trong đầu toàn hình ảnh của đồng tiền. Đây là bài thi của người tối cổ, trước lúc thi họ phải mài nhọn đá để khi làm bài đỡ tốn sức. Khi giám thị quay ngược đồng hồ cắt, các thí sinh lật ngay đề thi trên đá. Phách băn khoăn không biết làm như thế nào mà những người khác đều đang say sưa làm bài, anh chàng này còn nhìn cả bài Tinh Tinh nữa kìa. Tinh Tinh thấy vậy liền lấy tay che bài đi. Phách hết cách đành làm bài linh tinh, em họ Bunny thì thuận lợi trả lời hết đáp án. Khi thời gian làm bài đã sắp hết, Phách ra sức làm bài đến mức vắt mồ hôi hột. Thời gian kết thúc phải mau chóng thu bài lại. Bunny tiện tay cầm bài của Phách đi nộp hộ. Bunny nhớ ra lời hứa đền ơn đáp nghĩa với anh trai, liền tráo đổi bài thi của mình cho Phách. Rất nhanh kỳ thi đã có kết quả. Phách biết mình sẽ bị loại nên định bỏ đi trước, nhưng lại nghe thấy tên mình ở vị trí đầu tiên. Thế là Phách đường đường chính chính lên làm quản lý. Sau đó người giao báo đạp xe ba bánh để giao báo. Đây là đồng hồ báo thức sớm nhất trong thời kỳ nguyên thủy. Mặt trời chiếu qua tấm pha lê, khi có ánh nắng nó sẽ tập hợp tia sáng, ánh sáng sẽ đốt cháy dây thừng buộc hòn đá. Cách này vừa dậy nhanh lại còn tỉnh táo. Dậy xong thì dùng cá sấu con để cạo râu. Cô vợ đem một cái chảo đá to đùng ra dán một quả trứng khủng long vừa ngon lại bổ dưỡng. Phách thì đang thoải mái tắm vòi con voi, làm người tối cổ thật tốt quá đi mà. Sau đó Phách đến trụ sở để nhận chức tổng giám đốc, đích thân đến chào đón anh. Bên cạnh còn có một chú chim văn thư xinh đẹp. Phách mở cửa sổ ra để khoe khoang thân phận với công nhân. Bỗng giám đốc đi vào bắt anh phải đuổi việc Bunny. Phách tuy không nỡ nhưng vẫn phải làm theo. Về đến nhà, mọi người thi nhau đến nhận họ hàng, còn tặng cho anh những món đồ đắt tiền. Mọi người cùng nhau nhảy múa. Hôm sau hai chị em họ cùng đi mua sắm. Bà nghịch ngợm làm vỡ đồ đạc trong quán, thế là cô em phải đền bù một số tiền lớn. Nhưng thẻ tín dụng của cô lại không dùng được, liền cầm búa đập nát thẻ tín dụng của cô. Nhờ vợ Phách giúp đỡ mà họ mới được thả. Phách mới làm được một tháng đã kiếm được không ít tiền. Hằng ngày anh chỉ ngồi ký tên và đóng dấu, một chút tài liệu cũng không đọc qua trước. Bỗng vợ anh đến công ty có chuyện muốn gặp. Cô muốn cho vợ chồng Bunny đến ở nhờ và cô sẽ sắp xếp công việc cho họ. Thế là hai vợ chồng phải đến làm việc cho nhà Phách. Cô vợ làm những công việc vặt trong nhà, còn Bunny thì lo nấu bếp. Nhìn những công nhân đang làm việc, Phách thấy họ thật nhỏ bé trước mặt mình. Giờ muốn rút tiền là phải rút cả đống. Con xe ô tô này cũ quá rồi, cần phải đổi chiếc xe sang trọng hơn. Ai nấy nhìn vào cũng phải trầm trồ. Thùng rác con lợn cũng phải thay mới, nội thất trong nhà cũng dần nhiều lên, đến vòi con voi cũng phải trang trí lại, căn nhà cũng đã được xây mới. Bunny giờ đã tìm được công việc mới là thử xe. Ai ngờ Phách muốn cháy gót chân rồi mà vẫn chưa dừng lại. Kết quả anh lao ngay vào tảng đá đến nỗi bị thương, trong khi vợ chồng Phách thì đang đi dã ngoại ngâm mình trong suối nước nóng và uống rượu. Bunny bị tai nạn phải nằm liệt giường, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Phách chuẩn bị về đưa vợ đi ăn tối, giám đốc lại đưa đến một đống giấy tờ để anh xử lý. Xong việc anh đưa vợ đến nhà một nhà hàng sang trọng. Bunny khi bình phục đã đến làm việc tại nhà hàng. Phách trông thấy liền mỉa mai Bunny, khiến tình cảm của hai anh em cũng sứt mẻ từ đó. Bunny tức giận giật cái khăn trải bàn đi. Bỗng Bunny thấy tin công nhân trong xưởng
xưởng bị cho thôi việc, thế mà Phách lại không hề biết chuyện này. Điều này khiến Bernie tức điên lên. Hóa ra đống giấy tờ vừa ký ban nãy chính là hợp đồng cho công nhân thôi việc. Anh nói hết chuyện mình đã cháo bài thi cho Phách. Hai cô vợ cũng lên tiếng cãi nhau. Bernie lập tức tặng cho anh một cái bánh vả. Gia đình Bernie vội thu dọn đồ đạc rời đi trong đêm, mà Phách đến giờ vẫn chưa biết hối cải. Cô vợ không chịu nổi mà đập phá đồ đạc, đến cả cái tivi cũng bị cho xuống đất, bát đĩa trong nhà đều bị ném ra ngoài. Thế là cô thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, cô ngồi lên xe rời đi luôn trong đêm. Hôm sau Phách lái xe đến công ty làm việc, có hàng trăm người vây quanh muốn xử đẹp Phách bởi vì anh mà bọn họ mất đi công việc. Phách mở két tìm được trong đống tài liệu, quả nhiên là anh đã bị giám đốc lừa, mà tất cả văn bản đều là chữ ký của anh. Nếu như bị bắt thì coi như xong đời rồi. Tin tức về Phách xuất hiện trên trang nhất của mọi tin tức. Hết cách, Phách đành phải hóa trang đi đến khu dân nghèo. Phần lớn người nghèo ở đây đều do anh gây ra, nào ngờ lại gặp chính con lợn vừa bị anh đá ra khỏi nhà. Nó liền hét lên để báo thù Phách. Màn cải trang của anh lập tức bị vạch trần, cả đám người lập tức đuổi theo Phách. Lúc này tên giám đốc đang vơ vét nốt số tiền, hắn ta dự định mua vé máy bay bỏ trốn. Người vợ sau khi biết tin liền đến tìm con chim Văn Thư. Con chim đang trong giấc ngủ nên gọi mãi mà không dậy. Hết cách đành cho nó một búng để nó tỉnh dậy. Người vợ cầu xin con chim cứu giúp chồng mình, vì chỉ có nó mới biết mọi chuyện xảy ra ở đây. Con chim không muốn giúp liền bị vơ Bernie bóp cổ uy hiếp. Đám người mắc một sợi dây lên cành cây, sau đó họ xách tai Phách lên định đem đi xử đẹp. Đúng lúc đó Bernie đi ngang qua, anh vội xuống xe nói vài câu nói tốt. Thế là trên cây lập tức có thêm một sợi dây khác, Bernie thành công bị trói cùng Phách. Vào thời khắc sinh tử, hai chị em kịp thời lái xe chạy bằng chân đến, do không phanh kịp nên tông phải cái cây khiến nó đổ luôn. Vợ Phách đặt con chim Văn Thư lên tảng đá. Con chim này có thể ghi âm lại cuộc nói chuyện của con người, nó vạch trần âm mưu của tên giám đốc trước mặt mọi người. Đám người biết họ bắt nhầm người nên thả hai anh em ra, nhưng vừa về đã thấy đồ đạc trong nhà vô cùng lộn xộn. Phách vội tiến đến cởi trói cho thú cưng. Họ tìm thấy bức thư mà tên giám đốc để lại, hắn nói mang con chim Văn Thư đến để đổi hai đứa trẻ. Hôm sau bọn họ đến địa điểm giao hẹn, Phách ngoan ngoãn đặt con chim xuống. Tên giám đốc lấy được con chim liền kích hoạt cơ quan, các bánh răng lập tức chuyển động. Tình hình của hai đứa trẻ cũng vô cùng nguy hiểm, tên giám đốc nhân cơ hội ôm con chim bỏ chạy. Những chiếc rìu lớn chém xuống mấy hòn đá to, thấy nguy hiểm hai người vội chạy đi tắt cơ quan, nhưng dẫm cả lên mặt nhau mà vẫn không đừng được. Thấy các con mình sắp không xong rồi, Bernie nhảy lên máy bắn đá, do không ngắm đúng khiến anh hôn ngay vào núi đá. Tên giám đốc đang bỏ trốn thì bị nó cắn, vậy là con chim đã thoát được tên xấu xa. Nhờ có cái phanh bằng mặt rất ma sát, cuối cùng Bernie cũng đến được chỗ các con. Bernie vừa đứng lên đã bị khúc xương khủng long đập trúng. Con chim Văn Thư chạy về bên cạnh Phách, tên giám đốc giơ súng lên định bắn chết con chim. May mà cô thư ký đánh tên giám đốc ngất đi. Phách dùng hết sức nhấc hòn đá lên máy bắn, hòn đá bay tới phá hủy toàn bộ cơ quan, cứu được mọi người. Do máy hỏng nên đất đá và nước không ngừng chảy ra, không ngờ nó lại rơi trúng tên giám đốc xấu xa, tạo thành một bức tượng xi măng vô cùng đẹp. Bởi vì Phách vô tình phát hiện ra xi măng nên chủ tịch quyết định cho Phách được thăng chức. Phách vui đến nỗi bay lên không trung, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và từ chối ý tốt của chủ tịch, giờ chỉ muốn sống một cuộc sống tốt với vợ con mình. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!